Kem ơi, đây là Kem. Đây Kem là Kem. Kem là boy. Nhưng mà Kem tên Kem. Kem có biệt danh là Kem xinh đẹp. Kem năm nay Kem mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi. Kem đang bị bỏ lên chiếc xe Honda, tại vì Kem ưa chạy nhảy lung tung nên Kem bị bỏ lên xe ngồi không dám nhúc nhích mới quay được Kem, chứ không là Kem chạy tứ tán ầm ba lăng. Bây giờ sẽ quay xung quanh Kem coi cái độ đẹp trai của Kem cỡ nào nha. Kem vừa mới cắt lông, hết trụi lông luôn, cách nay khoảng tháng tháng rưỡi. Hôm nay là lông ra được 50%, chắc là 30% quá, là lông kem dài lắm, lông kem dài đẹp trai lắm, mà bữa nay là cái độ đẹp trai đã bị giảm xuống 70% rồi đó. Hiện tại là hôm nay quay cái video này để giới thiệu Kem cho anh em, bà con hàng xóm trên mạng xem. Tại vì hồi xưa tới giờ, từ ngày sinh ra và lớn lên, Kem chưa Kem chưa được xuất hiện trong video nào hết. Kem chỉ đẹp thầm lặng ở trong nhà thôi, không có ai biết tới Kem. Ôi, ôi, ôi. Chị hai đừng có phá Kem hoài vậy. Hả? Kem biết ba đang làm gì không Kem? Không sớm quá rồi. Hả? Không cần biết. Biết ba đang làm gì không? Sao ngồi quýu gì vậy? Hả? Sao quýu gì vậy? Cái đuôi ngoắt dữ vậy con? Hả? Giờ con muốn xuống không? Muốn xuống sổ một cái ơi, nghe chơi coi. Đang xả ra sổ. Kem. Sổ một cái nghe chơi coi Kem. Sổ. Kem 3 tuổi rưỡi rồi mà chưa có vợ nhé. Kem còn FA độc thân vui tính, nhưng mà rất là mê gái. Thấy ra mấy em gái các loại ở hàng xóm chạy một vòng là Kem cũng hào hực náo nức lắm, nhưng mà không có ai để Kem cua hết, tại vì Kem ít khi ra khỏi nhà. Nếu mà xuất hiện ra khỏi nhà thì thường sợ bị bọn chậm chó nó hốt, nên không có cho Kem đi đâu hết. Có dẫn Kem đi cà phê, cà pháo đồ, về quê đồ bị vả thì vậy thôi. Giờ độ dài của video cũng nhiều rồi. Giờ chào mọi người nha. Goodbye, hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye đi con. Sổ cái nghe chơi nè, bye bye nè. Sao rung dữ vậy? Rồi bye nha. Bye.